Lễ tốt nghiệp chuẩn bị bắt đầu. Trước khi đó thì mình sẽ đi bơi. Mình sẽ đi bơi. Mình còn khoảng 13 ngày ở đây nữa. Mình sẽ từ giã những cuộc ăn chơi. Em tặng cho sư huynh chiếc kính bơi mang thương hiệu Hàn Quốc, đến từ Hàn Quốc, dành cho người cá. Tặng anh. Yes, em còn cái cuối cùng luôn á. Yeah, kỷ niệm tình huynh đệ. Vô. Lên đường.